Đoạn clip do chủ nhân cây hoa sứ đăng tải trên mạng xã hội. Người này ghi rõ biển số xe của tên trộm và lời cảnh báo: bác đi xe kiểm soát 30, em mang trả em cây hoa sứ đi nhé, không em báo công an đấy. Hình trong clip cho thấy vào khoảng 23 giờ 20 ngày 30 tháng 9, người đàn ông đổ ô tô trước một căn nhà và nhanh chóng bê chậu cây ngoài cửa đi mất. Đi xế sang vương trộm chậu hoa sứ giữa đêm, người đàn ông bị chủ nhà bắt tớp bằng một chi tiết. Hành động xấu xí này đang bị dân mạng lên án gay gắt. Nhiều người tỏ ra băn khoăn khi thấy người đàn ông đi chiếc xe đắt tiền nhưng lại có hành vi trộm cắp. Trước đó, không ít vụ trộm cây cảnh nhưng thủ phạm đã phải mang trả lại sau khi chủ nhà đăng clip tố cáo lên mạng xã hội. Cũng từ đây, nhiều người hy vọng tên trộm sẽ biết điều, sớm trả chậu cây hoa sứ kia trở về đúng chỗ.